Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Trở lại với video của ngày hôm nay thì em Nam sẽ cho các bác trải nghiệm và đánh giá về cái chiếc xe Beijing X7. Con này là sản xuất năm 2021, lăn bánh được 33.000 km. Con xe này rất là đẹp. Nó có một cái kiểu dáng ngoại thất rất là bắt mắt này. Có một cái biển số này, biển 20A47666. Bác nào mà ở Thái Nguyên mà sử dụng và mua cái chiếc xe này thì sang tên đăng ký giữ nguyên cái biển. Cái biển này thực sự là rất là đẹp. Em rất là tiếc nếu mà phải rút hồ sơ cái chiếc xe này. Tìm mãi thì mới tìm được một cái chỗ gọi là nó mát mát một tí. Đây là cái cổng tam quan này. Cổng tam quan đường gọi là cuối đường Bắc Sơn, kéo dài của thành phố Thái Nguyên. Đây em rất là hay ra đây quay clip này. Ở chỗ này thì các bạn trẻ cũng hay ra đây để check in với lại sống ảo này. View đây cũng khá là đẹp. Sau nó thông đường thì chắc là không còn cái vị trí để mà quay xe nữa. Bây giờ hiện tại ở cái phía đằng này, đây này, Mạnh quay cho các bạn xem này. Ở cái chỗ cầu vượt kia bây giờ là vẫn chưa thông đường. Đấy, chính vì thế nên là bây giờ hiện tại là vẫn tận dụng sử dụng được ở chỗ này để quay cho mọi người xem. Còn sau này khi mà thông đường rồi thì cái lưu lượng giao thông người ta qua lại ở đây mật độ nó rất là dày, thành ra là không thấy được. Cái cổng này nhìn làm rất là uy nghi này, rất là hoành tráng này. Này rất là to, nhìn khá đẹp. Đây là cái con xe mà hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác này. Ở trong cái video này thì em sẽ cho các bác trải nghiệm cùng em một đoạn trên cái chiếc xe này. Nhà em thì cũng đã bán qua một số con Beijing X7 rồi, nhưng đây là cái con xe mà lần đầu tiên em được trải nghiệm nó lâu nhất. Con này thì cũng được, nó phải được, nó gắn bó với em được vài ngày rồi. Nói thẳng là như thế, tức là con này thì em mua ở ngay Thái Nguyên thôi. Xe thì đăng ký tháng 4 năm 2021 và sản xuất là 21 luôn. Biển kiểm soát của nó cũng khá là đẹp, nó có một cái biển tam hoa 6. Bác nào mà ở Thái Nguyên sang tên đăng ký giữ biển thì tuyệt vời. Sau đây thì em mời các bác cùng em đi lên xe. Nào. Vừa đi thì em sẽ vừa chia sẻ. Đấy, vừa đi em vừa chia sẻ và giới thiệu một chút sơ qua về cái chiếc xe này. Xe của nhà em bán ra thì kiểm tra và ai gọi đây? Xe của nhà em bán ra thì kiểm tra và cam kết rất là kỹ, xe không có đâm đụng, không có ngập nước, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất, cái điều đó thì chắc chắn rồi. Bước lên xe, ngồi vào trong cái khoang lái của xe Beijing X7 thì chắc phải choáng ngợp trước những cái màn hình có độ phân giải rất là cao. Con xe này thì hỗ trợ lên tới tận 3 cái màn hình. Ở phía trước mặt này là có một cái màn hình kép, ở phía bên tay phải này là hiển thị các cái chức năng gọi là giải trí này, hoặc là hiển thị cho cái camera 360 đúng không? Với lại bản đồ. Còn ở bên tay trái này là hiển thị các cái thông tin dành cho người lái. Đấy, ở phía trước mặt người lái này này. Còn phía bên dưới này là hiển thị cho cái chức năng điều hòa và một số các cái chức năng được trang bị ở trên cái chiếc xe này. Ví dụ như là kích hoạt camera 360 này, kích hoạt cái bộ cam 360 này. Xong cái phía bên kia là cái này là tự động ấy à. Cảnh báo trạch làn đường với lại tự động lùi chuồng. Về vận hành của chiếc xe này thì như nào? Phải nói là về vận hành của cái con xe này thì chạy rất là êm. Nó rất là êm. Ổn định thân xe tốt. Tất cả những chi tiết bên trong cái khoang nội thất này thì nó rất là liền lạc. Nó không gây ra những tiếng kêu khi di chuyển qua những cái cung đường khó. Hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nó chuyển số rất là mượt. Tăng giảm số khá là nhịp nhàng, gần như là không cảm nhận được nhờ. Máy 1.5 nó chỉ trễ ở cái nước ga đầu tiên, tức là cái động cơ 1.5 khi tải trọng theo cái khối lượng toàn bộ, tức là khối lượng bản thân của chiếc xe này nó cũng thuộc dạng là nặng đấy nhờ. Đấy, thế nên là khi mà nó có đà rồi thì xe nó lại chạy rất là bon, cảm giác rất là bốc. Đúng, chính xác. Con này cách âm khoang máy thì rất là tốt. Cái tiếng động cơ từ khoang máy mà vọng vào trong cabin này gần như là rất là thấp, rất là ít. Bây giờ hiện tại là đang di chuyển ở trên một cái đoạn đường kiểu dạng như là đường bê tông. Cách một đoạn lại có một cái vết cắt, nhưng mà gần như chỉ có thấy cái tiếng này gọi là tiếng lốp xe thôi. Tiếng lốp thôi, còn tiếng ở khoang máy kia không có một tí nào. Đang chạy tốc độ là 80 km/h. Đấy, cảnh báo trên làn đường nó báo đấy. Khi mình... đây là cái vết cắt ở giữa thôi, nó đã nhầm tưởng cái vạch rồi. Nó cũng khá là nhạy và khá là chính xác đấy chứ nhỉ. Đây, cam xóa điểm mù trên gương đây này. Hiển thị rất là nét.
Xe im nhỉ, chắc nịch luôn. Con này chạy tốc độ cao, cảm giác nó rất vững xe. Nó có những cái chức năng gì em anh? Con này thì nhiều chức năng. Thực sự là em cũng chưa biết hết các cái chức năng được trang bị và hỗ trợ ở trên chiếc xe này đâu. Con xe này thì công nghệ của nó nhiều lắm. Ví dụ như là cảnh báo trạch làn đường này, hệ thống an toàn là 8 túi khí này, hệ thống loa giải trí của nó nghe rất là hay. Nhưng bây giờ em không dám bật nhạc lên, sợ nó vi phạm bản quyền. Con này nó có một cái bộ cam 360 nét lắm các bạn. Đây này, nét căng luôn ấy. À, tức là phải đi chậm thì nó mới cho sử dụng. Còn đi nhanh thì không thể kích hoạt được cái camera 360 đấy. Tí nữa đi chậm lại xong là em sẽ cho các bác xem nó nét như thế nào. Đây này, đi chậm chậm lại để kích hoạt cái camera. Đây, camera 360 có độ phân giải rất là nét này. Đấy, nó còn có một cái chức năng nữa là cái chức năng tự động lùi chuồng, đúng không? Chức năng tự động lùi chuồng thì thường thường hiếm gặp ở những cái dòng xe phổ thông và những cái mẫu xe phổ thông. Cái chức năng đấy thì chủ yếu là nó hỗ trợ trên những cái chiếc xe sang hay là những cái mẫu xe tiền tỷ và đắt tiền. Đấy, nhưng ở cái con xe này thì đã được trang bị cái chế độ đấy rồi. Đây, hình như là kích hoạt cái chế độ đấy nằm ở cái vị trí này, đây chỗ này này. Nhưng mà em chưa biết dùng và chưa biết sử dụng nó thế như nào. Nói chung là về sẽ phải tìm hiểu thêm. À, con xe này thì nó có một cái cần số điện tử ở đây, như các bạn đang thấy này. Nhìn nó giống trên những mẫu xe Audi đời mới, nhìn cũng khá là đẹp mắt. Nói chung là về cái độ thẩm mỹ của nó rất là cao. Các cái phím cứng ở trên cái chiếc xe này thì không có nhiều, nó chỉ có vài cái phím ở đây thôi, còn tất cả đều được tương tác và chỉnh bấm cảm ứng ở trên màn hình hết. Đấy, ở bên này là cảm ứng này, bên này là cảm ứng này, cái chỗ này thì không phải là cảm ứng. Con này thì được Việt hóa rồi, tức là cài cái phần mềm Việt hóa này bác chủ cũ bác cài chắc đâu cũng mấy triệu đồng. Nó là cái phần mềm trợ lý ảo để ra lệnh giọng nói để sử dụng các cái chức năng ở trên ô tô này mà. Tức là các bác ra lệnh nó hoặc là bảo nó làm cái gì thì nó làm theo cái đấy. Kiểu dạng như là nó có kiểu như là cái con robot ấy, đúng không? Cái trí tuệ nhân tạo AI à? Nói chung là rất là thông minh. Ví dụ như bảo nó là xuống cửa kính thì nó xuống cửa kính, bảo nó lên cửa kính, nó lên cửa kính, tắt điều hòa thì nó tắt điều hòa, bật điều hòa nó bật điều hòa. À, mở cửa sổ trời thì nó mở cửa sổ trời, mở cốp thì nó mở cốp. Nhưng mà muốn sử dụng được cái chức năng đấy, tức là cái phần mềm này này, On Auto này này, thì các bác phải kết nối với lại mạng Internet. Đấy, thì mới có thể sử dụng được. Còn không thì sẽ không sử dụng được. À, về cái vận hành của nó thì đúng thực sự là em cảm nhận được cái chiếc xe này nó rất là tuyệt vời. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà phân phối người ta, tức là trên sách vở ấy, người ta báo thì cái chiếc xe này nó ăn uống rất là khiêm tốn. Chắc là nó cũng chỉ 7-8 lít thôi. Lúc nãy em có đọc qua, nó cũng khá là hợp lý bởi vì động cơ của nó có 1.5 thôi. Cái độ hoàn thiện các chi tiết bên trong nội thất của xe thì rất là đẹp. Da ghế thì là da napan. Da napan này thường chỉ sử dụng ở trên những cái mẫu xe gọi là xe sang, xe đắt tiền trước đây. Nhưng mà bây giờ cái chiếc xe này nó đã được trang bị rồi. Con này mà bác nào ngồi lên lái và cảm nhận thì cấm có chê. Chỉ chê duy nhất được là cái nước ga đầu của nó cảm giác như là nó hơi trễ một tí thôi. Cái đấy thì các bác lắp, có thể lắp thêm cái chip hỗ trợ chân ga thì nó sẽ bốc hơn rất là nhiều. Nhưng mà thực sự là cái động cơ 1.5 với cái thân xác như này, cả người ngồi lên nữa, thì không bao giờ bắt nó kiểu dạng vọt như xe đua được, hay xe thể thao được, hay xe chấm lớn. Bù lại thì các bác được một chiếc xe nó rất là kinh tế về nhiên liệu. Đấy, đi nó không hao xăng, nó không tốn xăng. À, buổi tối thì nó còn một cái rất là hay nữa này. Cái đèn này là đèn LED viền nội thất này, cái đèn ambient light này, thì nó lại ẩn và chìm ở bên trong những cái lục lăng này, những cái họa tiết lục lăng này này. Khi bật thì nó mới nổi lên này, mà nó có rất là nhiều màu nhá. Em thấy nó màu tím này, màu xanh này. Ừ đúng rồi, phải nói là những cái đấy không phải là đơn giản đâu. Đấy, cũng da gì của nó ấy. À, nó có cái chức năng ở trên này nữa này, ở cái màn hình này, nhưng mà em không biết nó là cái gì đây. Nó có đấy, nó phát hiện được cái xe kia đây đằng trước kìa, nó hiển thị luôn cái xe kia ở trên này này. Cái này thì tí về phải học với lại tìm hiểu thêm. Các cái phím ở trên gọi là phím tích hợp vô lăng, ở trên cái vô lăng này thì thực sự nó cũng không có nhiều phím lắm. Đây,
Ở bên này là sử dụng các cái chức năng, nói chung là chỉnh các chức năng ở màn hình ở bên trên này, kiểu dạng như là phím cảm ứng đây các bác này. Khi nào sử dụng thì nó mới nổi lên, nhưng nó vẫn là những cái phím vật lý này, bấm vào nó vẫn có cái tác dụng này. Ai à, ở bên này đang quay tốp tốp này, hay là sống ảo này. Cổng tham quan này thì view rất là đẹp, nên thành ra là rất nhiều người ra đây để check in. Chết thật. Bây giờ tìm cái chỗ nào để mà dừng giới thiệu cho mọi người một chút này. Ở chỗ này thì bây giờ đông người quá rồi. Ra ngoài nắng vậy. Đấy, xa xa. Rồi, ok, cánh ở đây. Ui rồi, thành công quá. Sau đây sẽ xuống qua cho các bác, quay qua cho các bác xem về nội ngoại thất của cái chiếc xe này. Con xe này thì chạy được hơn 3 vạn km, nhưng mà phải nói khẳng định luôn là anh chủ cũng khá là giữ xe. Mặc dù 1 năm đi 3 vạn thì nhiều người sẽ kêu là nhiều, nhưng mà người ta chỉ đi thành phố thôi. Thế nên ở trên tất cả những cái lốp này, ở trên bề mặt của nó độ mòn còn chưa thể hiện. Lốp rất đẹp và rất là mới. Ở vị trí này vẫn còn nguyên tem nguyên mác này, sơn zin của con này phải trên 90%. Đây, tem ở tay xe còn chưa bóc này, từ lúc mua mới này. Em sẽ quay cho các bác xem về form dáng và tổng thể của chiếc xe này. Xe Beijing X7 này nó có một cái ngoại thất rất là đẹp, cái kiểu dáng ngoại thất rất là đẹp. Các bác nhìn xem, nó có những cái nét thiết kế rất là trẻ trung. Đây, cái mặt ca lăng đặc trưng của cái dòng xe Beijing. Đấy, cả Beijing U5 Plus bây giờ nó cũng có cái mặt ca lăng giống như này. Cái cụm đèn pha của nó là đèn full LED mà lại rất là hiện đại. Có 3 đèn thấu kính này và có đèn định vị ban ngày tích hợp ở bên trong đèn pha. Ở phía đầu xe thì cũng có cảm biến va chạm, nói chung là cảm biến va chạm xung quanh xe. Cái tay mở cửa của cái con xe này, úi giời tí nữa. Đây này, cái tay mở cửa của cái con xe này này nó thụt thò luôn các bác này. Đấy, khi nào mở thì nó mới thò ra và khi nào bấm thì nó lại thụt lại này. Đấy. Ở bên phụ này thì một cái gương có 2 camera, một cái camera là hỗ trợ cho cam 360. Một cái camera, đây là camera dùng cho cái cam xóa điểm mù trên gương. Cái gương này thì có cảnh báo vượt trên gương này, cảnh báo phương tiện vượt này. Đấy, phương tiện phía sau vượt lên này. Cái tay kéo cửa này chỉ khi nào mà chủ xe đến gần hoặc là bấm mở chìa khóa thì nó mới mở ra như này. Còn khi mà bấm khóa lại này, gương cụp và cái này nó cũng tụt vào. Đấy, chìm ở trong luôn. Rất là hay. Cái bộ mâm la răng của cái chiếc xe này thì nó là cỡ lớn. Hình như là đây là mâm R bao nhiêu đây? Của nó là R19. Cái bộ mâm này thì em thấy thích và đẹp hơn những cái phiên bản mà xe 2022. Cái phiên bản 2022 thì nó khác ở cái mặt cản ca lăng một chút này và cái bộ mâm la răng này nữa. Cái chiếc xe này thì chủ cũ người đã đốt lên một cái bệ bước rồi. Đây, rất là đẹp đây các bác này. Cái này là cái trang bị thêm chứ không phải cái đi theo xe. Cái con xe này là một cái chiếc xe 5 chỗ nhưng mà nó sử dụng một cái... Đây này, các bác nhìn nó to cồng kềnh như một cái chiếc xe 5 cộng 2, một chiếc xe 7 chỗ. Nên cái diện tích và không gian sử dụng ở bên trong xe nó khá là rộng rãi. Nó có một cái bộ đèn hậu này. Đây, nó có một cái giải LED chạy từ bên nọ sang bên kia. Đấy, nó rất giống trên những cái mẫu xe VinFast này, VinFast Lux A và VinFast SA thì nó đều có một cái bộ đèn hậu giống như thế này. Đấy, rất giống cái bộ đèn mà gọi là nhận diện thương hiệu của VinFast. Đấy, khi đi buổi tối nó rất là đẹp. Con này thì có cốp điện. Cốp điện của con này rất là thông minh, tức là chỉ cần cầm chìa khóa đến này thì nó có tự mở cốp chứ hoàn toàn không phải ấy. Đây các bác này, em đút chìa khóa vào túi quần, ví dụ chẳng hạn đang bê đồ như này, tiến đến một lần này nó sẽ nhận ra là chủ nó đến này. Nhưng mà chúng ta phải lùi lại một bước nữa này, xong bắt đầu là chúng ta mới tiến vào thì nó mới mở. Đấy, nó tránh trường hợp là cứ đến một phát mở ngay thì thành ra nó rất là vô duyên, vì nhiều khi là chúng ta chưa muốn mở cốp. Đấy, cốp điện này lên xuống rất là
êm ái, rất là nhịp nhàng. Khoang chứa đồ thì rất là rộng rãi. Đây, các cái chi tiết hoàn thiện ở bên phần ngoại thất của cái chiếc xe này nó rất là xịn, thân vỏ rất là dày. Phải nói cái bộ đèn hậu này của nó đẹp thật, đẹp thật sự luôn. Này, bấm để cho nó nháy này. Đấy, tuyệt vời chưa? Ừ. Quá là tuyệt vời. Con này thì rất là tiết kiệm xăng, cái động cơ 1.5 mà. Gương cũng là gương chống chói luôn đấy nhá. Có cảnh báo ở trên gương này. Sau đây thì em sẽ quay qua cho các bác xem về các cái chi tiết nội thất của xe. Nào. Đây rồi. Đây anh em đây. Con này là xe này được nhà phân phối giới thiệu là cái da Napan. Da Napan là một cái loại da chuyên sử dụng cho những cái dòng xe cao cấp. Đây. Mặc dù là nó sử dụng được gần 1 năm rồi và đi được 3 vạn km nhưng mà các bác thấy này, cái da này của nó rất là đẹp và rất là mới này. Chứng tỏ cái da này là da xịn đấy. Napan xịn chứ không phải là Napan giả đâu. Đây này. Gần như là nó không có sự thay đổi ở trên bề mặt da và mép ghế này. Con này thì có 3 vị trí nhớ ghế này, ghế chỉnh điện chắc là 8 hướng. Đấy, có bơm lưng ghế. Con xe này thì rất là nhiều túi khí, lúc nãy em đếm thì nó có 8 điểm nổ, chắc là 8 túi khí. Nội thất của nó đẹp xuất sắc. Tất cả những chi tiết bên trong nội thất, nhất là phần da này, người ta làm rất là chỉnh chu. Đây, có in chữ Beijing này các bác này. Đấy. Ghế ngồi rất là ôm người. Tư thế ngồi lái rất là thoải mái, nói chung là đi xa cũng không mệt mỏi. Ngay từ cái vị trí tay kéo cửa này các bác thấy này, cái da của nó rất là xịn chứ không phải không. Cái da này thì chắc là cùng loại da với lại cái da ghế. Cái chỗ này là cầm nắm mà bám vào nhiều này. Mặc dù là xe sử dụng 3 vạn km nhưng mà nhìn nó vẫn mới tinh. Vân da thì không có một tí gì thay đổi. Các cái chi tiết hoàn thiện ở bên trong cái phần nội thất của cái chiếc xe này nó rất là đẹp. Tại làm sao nó lại hot như thế, nó giữ giá như thế. Nó còn giữ giá hơn cả những chiếc xe Nhật và xe Hàn. Đấy. Mua mới mua cũ nó chỉ chênh nhau có vài chục triệu đồng. Bác nào mà muốn mua mới thì cũng phải chờ 2-3 tháng thì mới có xe. Đây, táp lô phía trước mặt người lái này. Không bỗng tự nhiên nó lại thành một cái sản phẩm rất là hot. Đấy. Đây, cái vô lăng này. Vô lăng rất là mới và rất là đẹp. Nó hot bởi vì cái chất lượng của nó và những cái mà người ta cảm nhận được khi người ta trải nghiệm chiếc xe này. Đèn này, đèn cảm ứng này. Đèn cảm ứng này. Cứ sờ tay vào là sáng. Quá là đẹp. Để đầy máy lên. Đây là các bác nhìn này. Độ phân giải của màn hình này rất là cao. Đây. Nét căng luôn. Ở cái vị trí hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi. Con này thì âm thanh nghe rất là hay mạnh nhỉ. Đây này, ở vị trí hàng ghế thứ hai này, các bác thấy này, con xe này nó rất là rộng, mà nó mới thật, mà các cái chi tiết hoàn thiện ở trên cái nội thất da của nó rất là đẹp, từ đường kim mũi chỉ. Đây, thằng em nó ngồi này, rộng mênh mông. Ở tại vị trí hàng ghế thứ hai thì nó cũng có cửa gió ra, đây, cho hàng ghế thứ hai. Rất là thoáng, có tì tay và có giá để cốc này. Đầy đủ phết. Cửa sổ trời panorama rất là rộng này. Rộng mênh mông luôn. Hết từ hàng ghế thứ nhất cho đến hàng ghế thứ hai. Con này diện tích và không gian sử dụng ở bên trong xe thì khác gì cái chiếc xe 5 cộng 2 đâu nhỉ. Chính vì thế nên nó mới rộng.
rộng mênh mông luôn. Mạnh mở cho anh cái khoang, à quên mất, cái khoang động cơ đúng rồi, mở cabo. Nhìn cái da của cái chiếc xe này thích thật. Ghế lái ngồi rất ôm người, tư thế nó ngồi rất là thoải mái. Đây này, lốp còn mới như này các bác này. Con này các bác mua về làm sao mà phải suy nghĩ. Em mở cabo lên chưa? À rồi. À, chỉnh đèn pha cao thấp ở bên trong xe này. Đây là cái gì đây? Hình như là cruise control đây này. Cruise control của này, của con này nó có cái gì? Lúc em bảo ấy. À, nếu mà các bác cài cruise control này, khi nó có cái chức năng, tức là khi mà có cái chướng ngại vật ở trước ấy thì nó giảm tốc độ phải không? À, cái khoang động cơ của chiếc xe này thì mới tinh. Nó được che đậy bởi hết những cái tấm nhựa ở bên trên này. Cái khối động cơ nó nằm ở phía bên dưới này. Nói chung là người ta làm rất là tỉ mỉ và rất là chỉnh chu. Động cơ và hộp số thì nó là nguyên zin rồi, bởi vì con xe này nó còn bảo hành tại ngoài đại lý. Xe này thì mới vừa lăn bánh vừa mới chưa được tròn 1 năm, chắc là còn ít ngày nữa thì mới được 12 tháng. Tức là đăng ký lần đầu tháng 4 năm 2021. Đến tại thời điểm hiện tại thì bây giờ nó mới là 2022, chắc là được gần 1 năm rồi. Em thử lật cái này lên xem nào cho anh nào. Đẹp thật. Đây. Các cái chi tiết trong khoang máy nó như mới. Quá ngon. Thật sự là đẹp. Đây là động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7-8 lít cho một chiếc xe gọi là to đùng ngã ngửa này. Vậy thì quá là tiết kiệm rồi. Con xe này rất là mới. Bác nào mà quan tâm đến cái chiếc xe này này thì liên hệ cho em theo số điện thoại mà ghim trên màn hình ấy. Con xe này thì em đang chào bán mức giá là loanh quanh nhô 700 triệu đồng một tí. Bác nào muốn nhận xe ngay hoặc là bác nào ở Thái Nguyên ấy mà thích cái biển này này, 473 con 6 này này, thì alo cho em ngay. Tại vì chiếc xe này thì em muốn bán ở Thái Nguyên, bởi vì nó sẽ giữ lại được cái biển. Các bác sang tên trong đăng ký thì nó không phải đổi biển. Còn nếu mà bán đi tỉnh khác thì phải rút hồ sơ. Nó sẽ mất cái biển Tam Hoa 6 này cũng khá là phí. Vừa rồi thì em cùng với mọi người vừa được trải nghiệm gọi là một đoạn trên cái chiếc xe Beijing X7 này, thì em cũng đã chia sẻ một số các cái quan điểm và cảm nghĩ của em về chiếc xe này. Sau đây em xin kết thúc cái clip này tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.